đấm dẫn cho tiếng hồn tiếng hồn muốn chơi. Chào các chị em trong nhóm phụ nữ bán hàng online. Có ai đang nhìn thấy livestream này thì chào quý vị nào. 3 người xem rồi, 4 người xem rồi. Xin gái chào quý vị đâu. 6 người xem rồi. Bạn nào đã từng học phụ nữ bán hàng online của thầy Dự rồi thì comment vào. Bạn nào chưa từng học và thực sự muốn học. Vũ Thị Ngọc Quỳnh chào em. Vũ Thị Ngọc Quỳnh rất ấn tượng, avatar có hai màu đen và màu của da thịt. Màu của quần áo và màu của da thịt, hai màu, hai gam màu. Quê hương ơi, dù sinh ra cũng dù cho học khóa 1 có được học khóa 2 nữa không ạ? Câu hỏi ngớ ngẩn nhất ngày hôm nay. Mai Nguyễn vào nhóm khóa 1 của em đi, em sẽ nhìn thấy thông tin. Câu hỏi thể hiện sự thờ ơ, câu hỏi thể hiện sự vô trách nhiệm và câu hỏi thể hiện cái sự gì đó. Các bạn nào đã từng học khóa 1 của thầy Dự rồi thì vào nhóm tăng tốc để xem nhá. Các bạn nào chưa học nhóm tăng tốc thì coi như là học mới từ đầu. Các bạn nào mà đã học trong nhóm tăng tốc rồi thì các bạn đã được biết là thầy Dự có chính sách như nào dành cho nhóm tăng tốc rồi. Ok, có một người bạn của chúng ta đến từ nước Đức ha ha ha, nước Đức Bonjour Sài Gòn Berlin. Bonjour phải từ Sài Gòn Berlin. Chị ấy đến từ nước Đức và chị ấy đã kịp thời đăng ký khóa học mang tên là phụ nữ bán hàng online 02. Tài khoản của em chưa chuyển được vì visa của em bị khóa. Em có PayPal thì tốt nhất, nên có PayPal. Như thầy Dự là có PayPal. Lương Thị Duyên, chào các bạn. Em chào thầy từ trước rồi, cảm ơn em. Bây giờ bạn nào đang kinh doanh sản phẩm gì thì comment tên sản phẩm của các bạn vào nào. Comment tên sản phẩm vào, các bạn tên comment tên sản phẩm vào. Chào Tường Vi. Chào Ngân Quỳnh. Thảo Trần. Ok. Các bạn kết bạn với bạn Bông Dua Sài Gòn Berlin nhá. Bạn ấy ở bên Đức đấy, và bạn ấy có rất nhiều sản phẩm rất là tuyệt vời. Và nếu bạn cần bạn ấy mua giúp thì bạn ấy sẽ mua giúp các bạn ở bên Đức. Kết bạn với người bạn tuyệt vời như vậy, Bonjour Sài Gòn Berlin. Em mới bắt đầu bán hàng, em chưa có kinh nghiệm gì, em khao khát muốn học khóa của thầy. Em là Hồng Vân ở Đắk Lắk, bán sản phẩm Trần Mao. Mai em nói trực tiếp được không thầy? Hôm nay em không kịp chuyển khoản. Mỹ phẩm hay quá, mỹ phẩm là một sản phẩm mà có thể kiếm được rất nhiều tiền nhá. Rất nhiều người bán mỹ phẩm và ra nhiều tiền. Hôm nay thầy Dự sẽ không chia sẻ bất kỳ một cái điều gì về kỹ năng bán hàng online hoặc cái gì cả. Hôm nay sẽ không dạy bạn cách bán hàng ở đây đâu. Hôm nay thầy Dự sẽ cho bạn cái cơ hội để được học khóa phụ nữ bán hàng online, khóa 02 của thầy Dự. Bởi vì khóa 01 có quá nhiều người trong cái nhóm này của chúng ta lỡ không thể vào được rồi. Trời ơi, nhóm này của chúng ta bây giờ đang có 26.000 người. Nhưng vừa rồi chỉ có 1.000 người được vào để học thôi. Tức là còn 25.000 nữa trong nhóm này chưa được học cái chương trình là phụ nữ bán hàng online của thầy Dự. Và thầy Dự tiếp tục mở khóa 2. Khóa 2 này được tổ chức vào ngày 26 tháng 4. Và 25.000 bạn còn lại thì cũng không phải là dành cho tất cả 25.000 bạn đâu. Mà ai đăng ký sớm, được vào lớp sớm thì các bạn có chỗ. Người nào muộn thì xin lỗi các bạn. Muộn thì các bạn lại phải đợi những khóa sau nữa. Đúng rồi. Thạc sĩ bác sĩ Hiền, chào thạc sĩ bác sĩ Hiền.
Thạc sĩ bác sĩ Hiền là kinh doanh các sản phẩm, các dịch vụ liên quan đến trị mụn, trị nám. Bạn nào bị mụn nám thì liên hệ với thạc sĩ bác sĩ Hiền. Thạc sĩ bác sĩ Hiền. Đây nhá, thạc sĩ bác sĩ Hiền. Đấy, thầy dự ghi bình luận đấy. Em bán dược liệu. Ok, bán dược liệu. Hay quá. Nào bây giờ thầy Dương muốn xem nào. Đừng có nghĩ rằng là mình sẽ được học gì trong cái chương trình phụ nữ bán hàng online. Chỉ biết rằng là nếu mà mình thuộc vào nhóm một trong ba nhóm đối tượng sau đây thì mình chắc chắn phải có mặt trong cái lớp phụ nữ bán hàng online của thầy Dương. Đối tượng nào? Nếu mà bạn bây giờ chưa bán hàng online bao giờ cả thì bạn chắc chắn cần phải học rồi. Nếu bây giờ bạn đang bán hàng online và thu nhập của bạn dưới 10 triệu thì bạn cần học cái gì? Bạn vào đây để biết cách chinh phục cái mốc 10 triệu như nào trong khóa phụ nữ bán hàng online. Bạn sẽ biết cách thật sự là bài bản từ việc chọn sản phẩm đến lúc gì ạ? Đến lúc chọn đối tác, sau đến lúc làm sao để marketing và bán nó, làm sao để livestream để bán nó, và quan trọng nhất là sao để thay đổi cái tư duy để bán nó, làm sao để có thể đạt được mức thu nhập là 10 triệu. Tiếp theo nữa, nếu bạn đang có thu nhập 10 triệu, 20 triệu, thậm chí 100 triệu rồi thì bạn cũng nên học cái khóa học này. Hôm qua thầy Dự đã nói rất rõ rồi đúng không? Vì sao? Vì trong khóa học này các bạn sẽ được xem cách thầy Dự đang huấn luyện người khác, cách mà thầy Dự đã thay đổi những người khác từ một người chưa bán hàng online bao giờ, có thể là yêu công việc bán hàng online và có thể là thành công trong việc bán hàng online. Cái hay nó là như vậy. Rồi. Nên là bây giờ thầy Dự đang muốn gì ạ? Các bạn sẽ chia sẻ cái livestream này thật nhiều ra bên ngoài thầy Dự. Mỗi bạn chia sẻ một lần thôi. Bạn nào chia sẻ xong thì comment là em nó chia sẻ nhá. Bạn chia sẻ một lần. Bạn chia sẻ vào dòng tít là vào xem cách đăng ký học khóa phụ nữ bán hàng online của thầy Dự nhé. Vào xem cách đăng ký khóa học phụ nữ bán hàng online của thầy Dự nhé. Chia sẻ đi. Ok. Vào xem cách đăng ký khóa học phụ nữ bán hàng online của thầy Dự nhé. Nào đang có gần 100 bạn, các bạn chia sẻ đi. Rồi chia sẻ đi. Sau đó thầy Dự sẽ nói cho bạn những thông tin liên quan đến khóa học này. Bạn nào đã từng học thầy Dự rồi và có cảm nhận tuyệt vời như nào? Bạn nào đã học thầy Dự rồi và có thành tựu rồi thì comment vào đây để các bạn khác được kết bạn và học hỏi nào. Nhớ nhá, bất kỳ một người nào ở đây mà người ta có thành tựu khi học thầy Dự thì các bạn khác nên kết bạn với người đó. Bởi vì họ là những mối quan hệ chất lượng của bạn đấy. Họ sẽ là người giúp bạn bán hàng tốt hơn. Họ sẽ là người có thể đúng rồi. Nên là ai đã từng là học viên của thầy Dự và đạt được thành quả tuyệt vời thì comment thành quả của mình vào đây. Còn những người khác thì hãy nhớ tên của họ, hãy sang kết bạn với họ, hãy inbox để làm quen với họ, để họ chỉ cho các bạn cách mà các bạn có thể bán hàng online nhanh hơn, tuyệt vời hơn. Em đang bán thực phẩm chức năng. Rồi, chào chị Nhung Thăng nhá, chị Nhung Thăng. Chị Nhung Thăng là một trong những học viên xuất sắc của thầy Dự này. Rồi. Ai nữa? À đây rồi, Nguyễn Thủy PCK. Bạn này cũng là một trong những học viên mà rất là chăm chỉ của thầy Dự đấy. Mai Lan Phạm, đúng rồi, chào em. Các bạn chia sẻ đi. À thầy ơi, em đăng ký hôm nay rồi à? Chúc mừng em. Được rồi, các bạn chia sẻ livestream ra ngoài đi. Mỗi bạn chỉ chia sẻ một lần thôi. Nhưng mà lúc chia sẻ thì có viết một câu là gì ạ? Các bạn vào đây xem cách đăng ký khóa học phụ nữ bán hàng online của thầy Dự này. Hoặc là nếu viết ngắn hơn là cách đăng ký khóa học phụ nữ bán hàng online. Đấy. Cảm ơn Mộc Lan. Chào Lâm Vĩnh Hoa. Chào Dương Tuyết Phong. Dương Tuyết Phong nay thấy bảo Dương Tuyết Phong và Duyên qua chỗ nhà thầy Dự để còn ăn cơm mà sao chưa thấy. Ok, em đã đăng ký rồi thầy ạ. Thank you. Rồi, các bạn đang cần 30 giây để chia sẻ đúng không? Cảm ơn các bạn. Nào, hãy dành 30 giây để chia sẻ đi. Sau đó chúng ta quay trở lại với thầy Dự nào. Rồi, các bạn chia sẻ đi. Hay quá. Cảm ơn các bạn. Vẫn tiếp tục có những bạn chia sẻ. Rồi, các bạn chia sẻ đi. Chia sẻ hoặc là mời thêm bạn vào đây cũng được. Bạn mời những người phụ nữ vào đây để xem đi. Đúng rồi. Những mùa trăng vô quy 48 đã chia sẻ rồi.
Hãy xem chị Trung Thăng nói gì này. Chị Trung nói rằng là em đã học thầy 3 tháng, đến nay đã có 135 đại lý, doanh số của em đang gấp 4 đến 5 lần những tháng trước ạ. Ok các bạn, kết bạn với chị Trung Thăng nhá. Chị Trung Thăng là một trong những người có thành tựu. Đó, có người đã đăng ký cho 20 đại lý đi học thầy dự trong khóa phụ nữ bán hàng online 02 này rồi. Hay quá. Rồi, cảm ơn các bạn. Nhiều bạn chia sẻ quá. Chào thầy, từ hôm học thầy về em chốt được nhiều công nghệ san hơn hẳn thầy ạ. Ok, các bạn kết bạn với Tôm Khánh nhá. Tôm Khánh. Rồi, em đăng ký cho 20 bạn ạ. Giang Hằng, hình như là ban tổ chức không biết đã nhận được đăng ký của em chưa. Thấy chưa, họ đăng ký cho hẳn 20 người đi học chương trình phụ nữ bán hàng online khóa 02. Và bạn Giang Hằng là người đã học khóa 01 rồi. Thì bạn hiểu là chất lượng nó như nào rồi đúng không? Rồi, em đăng ký với thầy ơi thì khoan đã, đăng ký. Em hôm nay lên đại lý VIP, chúc mừng Lan Phương, chúc mừng chị Lan Phương. Chị Lan Phương thầy dự nhận được inbox của chị rồi nhá. Nào. Ôi rồi, vô số các bạn đang có thành tựu. Vô số các bạn đang có thành tựu. Rồi. Các bạn có thể hỏi bất kỳ một người phụ nữ nào đang học thầy dự trong vòng, không cần một tháng qua, chỉ cần trong vòng một tuần qua thôi, họ đã thay đổi như thế nào. Tại vì một tuần qua là thầy dự vừa khai giảng và vừa kết thúc vào ngày hôm kia. Đó là khóa học gì ạ? Đó là khóa phụ nữ bán hàng online khóa 01. Tức là cái khóa mà các bạn bỏ lỡ ấy. Còn hôm nay là thầy dự nói về cái khóa 02. Đó. Thì phần lớn những người học khóa 01 thì họ đều đăng ký để học tiếp khóa 02. Hai khóa đấy nó khác gì nhau? Hai khóa đấy là gì ạ? Là sự kế thừa của nhau. Thế nhiều người học khóa 01 không được thì có học khóa 02 được không? Được. Được. Học khóa 01 rồi vẫn học khóa 02. Và ai chưa học 01 thì vẫn học 02. Vậy nếu bạn không học 02 thì làm sao bạn học được 03, 04? Nên là đừng có để thời gian nó trôi qua. Đừng có để thời gian trôi qua. Rồi. Em đăng ký 2 vé tổng, 12 người. Ok, cảm ơn em. Rồi. Đang có 104 người đang xem rồi. Cảm ơn các em. 104 người đang xem cái live stream này rồi. Nhớ nhá, chương trình phụ nữ bán hàng online khóa K02. Phụ nữ bán hàng online K02. Tức là khóa 2 đấy. Khóa 1 vừa kết thúc cách đây 2 ngày. Và hãy xem những người khóa 1 họ đã tăng doanh số đột phá như nào. Những người ở khóa 1, người nào mà chưa bán sản phẩm nào bao giờ cả, chỉ có ý định là em muốn bán hàng online thôi, thì học xong khóa 1, họ đã tìm ra sản phẩm để bán online. Và thậm chí họ đã kiếm ra tiền. Họ đã tìm ra một đội nhóm vô cùng tuyệt vời để hỗ trợ họ. Vô cùng tuyệt vời. Còn người nào đã bán sản phẩm online rồi nhưng chưa thành công, thì họ đi đến một trong hai quyết định. Quyết định thứ nhất là cắt bỏ luôn cái sản phẩm họ đang bán đi, bởi vì sản phẩm đấy không đạt đủ tiêu chuẩn. Họ cứ cắm đầu họ bán càng mệt, càng bán càng không ra tiền, càng mệt càng lỗ. Nhưng có người thì lại đưa ra phương án là họ chọn thêm được một sản phẩm mới vô cùng tuyệt vời để bán kèm, và doanh số họ tăng. Đấy là điều đương nhiên. Nhưng cái được nhất mà thầy dự rất là thích ở các học viên của thầy dự, đó là họ nhận được cái từ khóa quan trọng để họ có thể là phát triển cái cuộc sống của họ hạnh phúc hơn tính từ thời điểm họ học thầy dự. Tất cả các học viên của thầy dự đều tăng chỉ số hạnh phúc lên rất là nhiều. Ok, Giang Hằng nói rằng là em đã học thầy được 3 tuần và em đã top 100 người xuất sắc nhất trên cả nước được học thầy vào ngày mai. Chúc mừng Giang Hằng. Ok, các bạn đừng chưa được vội đăng ký tên số điện thoại ở đây đâu nhá. Các bạn đã biết học phí là bao nhiêu rồi mà các bạn đăng ký. Đăng ký vào thì không đủ tiền nộp học phí sao? Đúng rồi. Rồi. Ok. Hay quá, cảm ơn các em. Rồi, thank you. Và bây giờ, thầy Dự sẽ chia sẻ cho các bạn ở đây biết được nội dung của chương trình phụ nữ bán hàng online nhá. Cái khóa phụ nữ bán hàng online của chúng ta, số 02, sẽ được khai giảng vào ngày 26 tháng 4 năm 2018. Tức là khóa 01 đã kết thúc rồi. Bây giờ chúng ta đến khóa 02, sẽ khai giảng vào ngày 26 tháng 4 năm 2018. Và nếu mà bạn không kịp đăng ký vào khóa đấy, thì thật là lâu, có thể thật là lâu nữa thì thầy dự mới tổ chức lại. Còn nếu có tổ chức lại thì bạn sẽ phải nộp phí rất cao, chứ không phải là một mức phí tượng trưng như bây giờ nữa. 26 tháng 4 nhá. Khai giảng vào 21 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2018 và sẽ học 5 ngày liên tiếp. Các ngày đó sẽ diễn ra từ ngày 21, xin lỗi, từ lúc 21 giờ hoặc là 21 giờ 30 đến lúc 23 giờ hoặc 24 giờ thì tùy vào cái thông báo từng ngày của thầy dự. Nhưng bạn cứ sẵn sàng là dành thời gian là gì ạ? Từ 9 giờ tối trở đi là sẽ được học thầy dự 5 ngày liên tiếp. Và thầy dự sẽ hỗ trợ thêm bạn vào các buổi sáng, bạn live stream và được hỏi đáp trực tiếp nữa. Thậm chí thầy dự cho bạn vào nhóm kín và rất nhiều các thủ tục khác nữa. Tóm lại là trong 5 ngày đấy,
việc của bạn là hãy coi đó là một hành trình lột xác vô cùng tuyệt vời của mình. Không chỉ lột xác về bán hàng online đâu, mà còn lột xác về sự phát triển bản thân của mình nữa. Bạn sẽ không thể tưởng tượng được rằng là những người học thể dục họ đã phát triển như thế nào chỉ sau 5 ngày học thể dục. Rất nhiều người họ chỉ bỏ ra một vài trăm nghìn thôi, thậm chí là gì ạ? Số tiền đó quá thấp so với một khóa học nào đó ngoài thực tế kia, ngoài trực tiếp, tận mấy chục triệu đúng không ạ? Đằng này chỉ mất một vài trăm nghìn nhỏ xíu thôi, nhưng họ đã bước qua cái gì ạ? Rào cản bản thân họ để họ dám làm live stream bán hàng. Họ đã bước qua rào cản bản thân họ để họ có thể là post một bài bán hàng mà đúng là chuẩn bán hàng. Họ dám gì ạ? Họ dám làm gì? Họ dám nói chuyện với người khác để còn mời người khác làm đại lý. Họ dám đặt mục tiêu ra là mình phải có 1.000 đại lý năm 2018. Họ dám làm rất nhiều điều mà từ trước đến giờ họ không bao giờ nghĩ rằng họ có thể làm được. Bởi vì thầy dạy cho họ tận tình từ A đến Z rồi. Tất cả những gì cần phải làm, từng bước như nào, chi tiết như nào, bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 như nào, chi tiết ở trong đấy rồi. Ok. Đó là đương nhiên. Đó là gì đương nhiên? Đúng rồi. Ok. Vậy thì khóa phụ nữ bán hàng online đó, khóa 02 này, thì thầy dự sẽ ưu tiên ai? Thứ nhất là ưu tiên phụ nữ, nhớ là ưu tiên phụ nữ và ưu tiên phụ nữ, chỉ có phụ nữ thôi, tại vì khóa đó mang tên là phụ nữ bán hàng online mà ưu tiên phụ nữ. Và nếu bạn thuộc một trong ba nhóm đối tượng sau đây thì bạn chắc chắn cần phải học, tại vì nếu bạn càng để muộn thì bạn càng lỡ đi cơ hội kiếm nhiều tiền, bạn càng phải nộp học phí cao hơn ở phía sau nữa, nhớ là như vậy. Đối tượng thứ nhất là phụ nữ chưa kinh doanh bao giờ cả, có thể bán mẹ nội trợ, có thể là giáo viên, có thể là ai đó, tóm lại là cứ là phụ nữ nhưng có khát khao muốn kinh doanh online và muốn kiếm tiền từ online về để mình độc lập cuộc sống của mình, để mình kiếm được tiền phụ giúp cho bố mẹ của mình, để mình chăm con mình tốt hơn, để mình trợ giúp cho chồng mình là xây dựng hạnh phúc gia đình mình. Ok, thầy dự sẽ nhận. Thứ hai nữa là những người phụ nữ đang bán hàng online rồi nhưng chưa thành công. Chưa thành công vì các bạn chưa học được công thức thành công, chưa thành công vì các bạn chưa học thầy dự mà thôi. Đúng rồi. Thì thầy dự sẽ chỉ cho bạn cách để các bạn có thể là đẩy mạnh cái doanh số của bạn lên. Thậm chí nếu doanh số của bạn thực sự nó không đủ theo những tiêu chí với thầy dạy, thầy còn bảo bạn là tạm thời cắt nó đi để bán thêm một sản phẩm mới. Nếu bạn sẵn sàng thay đổi như vậy thì hãy theo thầy dự. Cái tiếp theo nữa đó là những bạn nào đó bây giờ đang muốn là gì ạ? Muốn biết cách để còn đào tạo đại lý của mình, để họ mới vào thì làm sao để đào tạo cái gì để họ có thể là theo mình họ bán được hàng. Tại vì bạn có một cái đại lý mới, việc đào tạo đại lý mới là gì ạ? Là rất là cần thiết. Nhưng làm sao bạn có thể đào tạo được khi bạn không có kỹ năng sư phạm, bạn không có kỹ năng làm trainer huấn luyện như thầy dự, bạn không có kỹ năng truyền cảm hứng, và đặc biệt bạn cũng chẳng hề biết được rằng là bán hàng thì cần phải đào tạo cái gì để nó phù hợp với họ. Đấy, cái hay nó là như vậy. Cái hay nó là như vậy. Nên là thầy dự sẽ không marketing nhiều về cái khóa học này, bởi vì nhớ nếu thầy mà marketing thì phải bán nó giá mấy triệu một khóa học như này cơ. Nhưng mà không, nó chỉ là một mức phí tượng trưng thôi. Hãy nhớ chỉ là một mức phí tượng trưng cho 5 ngày học vô cùng tuyệt vời. Bạn sẽ có hàng nghìn mối quan hệ chất lượng. Bạn có hàng nghìn mối quan hệ chất lượng nhá. Tại vì những học viên ở trong đó đều là những người phụ nữ vô cùng chất lượng. Đó là mối quan hệ của bạn nào. Đúng rồi, họ sẽ trở thành mối quan hệ của bạn. Nhưng cái thứ hai nữa là bạn sẽ trở thành mối quan hệ tuyệt vời với thầy dự. Bạn có quyền hỏi đáp với thầy dự. Và thầy dự mà coach cho bạn, hướng dẫn cho bạn trong vòng 5 ngày đó thì không còn gì tuyệt vời hơn bằng bạn đi học quá nhiều ngoài kia, ở sách vở ngoài kia rồi. Bởi vì sao? Bởi vì không chỉ là thầy dự là người có thể dạy bạn nhiều thứ, mà quan trọng nhất là thầy dự có thể huấn luyện được những người trước bạn thành công rồi thì bạn cũng có thể thành công. Đúng rồi, chắc chắn nó là như vậy. Ok, chắc chắn nó là như vậy rồi. Rồi, tất cả học viên của thầy dự học xong khóa 1 đều đặt cho mình một mục tiêu là 1.000. Mới đầu nghĩ rằng ôi rồi bây giờ em còn chẳng có đại lý nào, em muốn bán hàng online làm sao em có 1.000 đại lý được thầy ơi. Nhưng sau khi học từng buổi của thầy dự thì họ nói rằng là 1.000 hoàn toàn có thể. Nên là mục tiêu của họ đều đạt được 1.000. Nên là các bạn bây giờ cũng chẳng hề dám nghĩ rằng mình có đại lý đúng không? Chẳng bao giờ dám nghĩ rằng mình có hàng trăm đại lý đúng không? Nhưng vào đấy rồi thì bạn sẽ biết là cái công thức từng bước chi tiết từng bước như thế nào. Cái hay nữa là như vậy. Ok. Và khóa học này nhớ nữa, nó diễn ra trong vòng 5 buổi tối, học chính thức là 5 buổi tối. Buổi tối đầu tiên là buổi khai giảng kèm học luôn. Đó là ngày 26 tháng 4 lúc 21 giờ. 27, 28, 29, 30, 31 gì đó là 5 ngày liên tiếp. 5 buổi tối, thầy dự sẽ live stream dạy các bạn từng chi tiết từng thứ một. Việc của bạn là nghe và ghi chép rồi ở bên đầu dây bên kia. Thầy dự dạy online như này luôn này. Và kèm theo đó là các buổi sáng. Các buổi sáng thì bạn không bắt buộc là phải học. Buổi sáng là thầy gì ạ? Sẽ giải đáp tất cả câu hỏi liên quan đến bán hàng, tất cả những câu hỏi liên quan đến bài tập hôm trước thầy dự giao, tất cả những bài tập liên quan đến cái gì mà thầy dự đã từng chia sẻ.
và việc của bạn có quyền hỏi bất kỳ một câu hỏi trên trời dưới biển gì, thấy sản phẩm của em như này làm nào chứ chấm, nên là bạn chỉ cần hỏi và được tôi trả lời thôi, thì thực ra là giá trị khoa học nó đã quá lớn rồi. Ok, hay quá. Nên là những học viên khóa 1 của tôi học xong thì họ đều có thể đăng ký 10 vé, 15 vé, 2 vé, ít nhất là 2 vé, còn nếu không là 15, 20 vé. Có đại lý của tôi, xin lỗi, có đại lý mà kinh doanh cái sản phẩm công nghệ Starlink Cup ấy, họ đăng ký luôn, đó là 50 vé để làm sao à? Họ mua 50 vé nhá, họ mua bằng tiền ấy, bằng tiền của họ, để họ về họ phân bổ cho các đại lý của họ cùng đi học. Bởi vì họ bảo thầy ơi, em có đại lý nhưng chẳng biết đào tạo đại lý như nào cả, may quá có khóa này của thầy nên là em cho vào để các đại lý của em được thầy đào tạo, thì có tuyển gấp 10 lần em là đều đương nhiên rồi. Đúng rồi, đúng rồi, thì thầy bảo là đấy là điều đương nhiên.